Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người lính biên phòng tỉnh Hà Tĩnh lại tất bật triển khai các hoạt động thiết thực, chăm lo, đảm bảo Tết cho bà con nhân dân. Trong đó, không thể thiếu những chiếc bánh chưng xanh, những phần quà Tết nặng ân tình. Các chú bộ đội đến từng nhà, trao tặng quà và tổ chức những Tết trao tặng quà cho bà con. Thì cũng có bánh chưng, thịt lợn, cá, nếp để cho bà con ăn Tết. Thì bà con rất chi là vui mừng. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian này các đồn, trạm biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực triển khai chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Đây là sự động viên rất ý nghĩa trong bối cảnh người dân biên giới còn nhiều khó khăn do dịch bệnh. Thì đây là thể hiện cái sự quan tâm, chăm lo, cái chủ trương chung của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Thế và cái quan tâm chăm lo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đối với lại bà con trên hai tuyến biên giới với mục đích là muốn là bà con có một cái Tết ấm no, đầy đủ, không để những hộ nào mà thiếu Tết. Đồng thời kết hợp với đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là trong quá trình Tết thì bà con sẽ có những cái số mà đi làm ở xa về thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch đấy là làm sao đó đảm bảo là số về đón Tết ở địa phương ấy là đảm bảo được cái phòng chống dịch. Thông qua chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, những món quà Tết đậm tình quân dân đã được trao tận tay bà con biên giới. Với đồng bào và những người chiến sĩ nơi đây, mùa xuân dường như đã về.